Cười lên robot. Cười to. Hôm nay đó chính là ông Joseph Smith, bác sĩ phẫu thuật trên tàu vũ trụ của NASA. Vâng, ông Joseph Smith là phẫu thuật gia và là bác sĩ gia đình của NASA, phun lực Hoa Kỳ ở trung tâm không gian Johnson Hoskins, Texas. Ông cũng từng là kiểm tra viên cao cấp của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ. Bệnh nhân của ông là các phi hành gia và các thành viên của gia đình họ, các kỹ sư, các phi hành gia về hưu, gồm những người từ các chương trình Gemini và Apollo. Ông là chủ nhiệm của Lifetime Surveillance of Astronaut Health, hiện là thành viên và là nguyên thư ký của JSC Aerospace Medicine Corp. Ông là bác sĩ thành viên của NASA and Glycerin Pumpkins, một thành viên của JSC Climate Medicine Limits, hiện là đại diện cho dự án Evaluation Medical Capability. Ông gần đây nhất là phẫu thuật viên và là giám đốc của Research Medical Readiness Operation and Affairs, chuyên viên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng phải dành cho ông thêm một tràng pháo tay nữa để cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự quay thử thách. Vâng, và ngồi cạnh ông cho sát đó chính là ông Michael Pressler, giám đốc điều hành của Scarra. Ông Michael Pressler là phó chủ tịch tương tác khách hàng của Scarra Vương quốc Anh, nhà sản xuất thiết bị phóng tàu quỹ đạo, chuyên phóng các loại vệ tinh với giá thấp. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ không gian như là kiểm tra quỹ đạo, chỉnh lại quỹ đạo, thu nhập các mảnh vỡ trong không gian. Năm 2014, khi chính phủ Anh công bố ý định mở trạm không gian đầu tiên ở Anh, thì ông được mời tham gia khảo sát ban đầu. Được biết thì cách đây hơn một năm, ông chính là người đã đưa ý tưởng đến với ông Hà Duy Bình và mong muốn đưa sự kiện tuần lễ NASA Việt Nam Space Week đến với Việt Nam, tập trung vào việc nâng cao hiểu biết của giới trẻ về các cơ hội STEM mang lại. Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn ông rất là nhiều vì mới ý tưởng này đã được thực hiện tại quê nhà mình. Vâng, và ngay lúc này, hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trò chuyện cùng phi hành gia trong khuôn khổ tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi lời chào mừng trân trọng, lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến các chuyên gia của NASA, quý vị đại biểu, các quý và các cháu học sinh đã có mặt tại đây để tham gia sự kiện có ý nghĩa này. Kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu, các quý cùng các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc. Thưa quý vị đại biểu, các quý, tỉnh Bình Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, từng là cố đô của vương quốc Cha Ba xưa, là nơi phát tích phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ, là nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ